Nữ chủ tịch đã ly hôn này, không ngờ lại nhập nhèm với một cấp dưới kém mình 10 tuổi. Anh nói nếu như đã là mối quan hệ nhập nhèm rồi thì cũng nên làm gì đó chứ nhỉ? Vừa mới yêu đương mà đã hôn thì hơi đường đột đấy. Chi bằng làm một số điều lãng mạn đầu tiên. Kim Hee-uk quyết định chở chủ tịch đi chơi bằng xe đạp. Anh đeo găng tay cho So-hee-un và còn nói những lời tán tỉnh cô. Mặc dù băng ghế sau của xe đạp không thoải mái như ô tô hạng sang, nhưng đối với So-hee-un, nó khiến cô cảm thấy mới lạ và lãng mạn. Một người chưa từng yêu như cô ấy lần đầu được nếm vị ngọt của tình yêu. Kim Hee-uk mua một chiếc bánh nhỏ để kỷ niệm ngày đầu hai người yêu nhau, còn tặng So-hee-un một chiếc chuông làm kỷ niệm. So-hee-un không khỏi thích thú với Kim Hee-uk để nghi thức này. Về đến nhà, So-hee-un để đôi dép mà Kim Hee-uk mua cho ở Cuba cùng chiếc chuông kỷ niệm cạnh nhau. Tại thời điểm này Kim Hee-uk cũng làm y như vậy. Anh để đôi giày cao gót được So-hee-un thay ở Cuba và con búp bê mà So-hee-un bắt được cạnh nhau. Nhìn vào bộ sưu tập càng ngày càng nhiều, Kim Hee-uk cười ngọt ngào lạ thường. Nó thể hiện cho nhiều khoảng thời gian tốt đẹp họ đã trải qua cùng nhau. Kim Hee-uk nghiêm túc viết từ hẹn hò bí mật lên trên lịch. So-hee-un đổi danh bạ của Kim Hee-uk thành He-he, chỉ thay đổi một từ. Trái tim So-hee-un đã ngọt ngào như ăn mật. Đồng thời, chồng cũ của So-hee-un đang điều tra Kim Hee-uk, anh nghĩ rằng xuất thân và công việc anh ta bình thường, hoàn toàn không xứng với So-hee-un. Anh ấy nhìn vào bức ảnh trên điện thoại của mình, bất giác nghĩ về lần đầu tiên gặp So-hee-un. Cả hai hẹn hò theo yêu cầu của bố mẹ. So-hee-un, người chưa từng có mối quan hệ nào, nói chuyện rất thẳng thắn. Anh đã yêu So-hee-un ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả sau khi ly hôn anh vẫn yêu cô ấy, nhưng cô ấy đã yêu Kim Hee-uk, điều này khiến anh không muốn chấp nhận. Cuối tuần, anh sẽ tham dự lễ khai trương khách sạn do So-hee-un thành lập. Anh ấy muốn chọn một chiếc cà vạt để gây ấn tượng với So-hee-un, không ngờ lại gặp cô. Nhân viên bán hàng nói với anh, So-hee-un chọn cà vạt cho một chàng trai trẻ. Joo-hwa ngay lập tức nghĩ đến Kim Hee-uk. Kim Hee-uk hẹn So-hee-un đi dạo, anh tò mò về So-hee-un làm thế nào để trở thành chủ tịch khách sạn. Thực ra, khách sạn này là tài sản của cô sau khi ly hôn. Để làm cho khách sạn lớn hơn và mạnh mẽ hơn, cô ấy đã đặt tất cả tiền của mình vào đó, đi du lịch với những người bạn cùng ngành để tích lũy kinh nghiệm và vực dậy lại khách sạn này.